hà thanh xuân thông báo chấm dứt mối quan hệ với vua cá coi ca sĩ hà thanh xuân khẳng định đã chia tay vua cá coi thắng ngô trên trang cá nhân ca sĩ hà thanh xuân đã đăng dòng chia sẻ dài về mối quan hệ của mình với vua cá coi thắng ngô nữ ca sĩ khẳng định chưa từng đăng ký kết hôn với thắng ngô và rất buồn khi phải công khai chuyện này trước đây và đến bây giờ xuân chưa từng đăng ký kết hôn sau hai tháng quen biết và gặp gỡ anh thắng do sự mong muốn của hai gia đình và người trong cuộc tưởng chừng mối quan hệ màu hồng thì đám cưới đã diễn ra rất nhanh chóng đúng như nhận định của cả nhà sau lễ cưới ấy xuân đã gần như trầm cảm và phải thu mình lại không dám đọc bất cứ bình luận nào trên mạng xã hội hà thanh xuân viết thời gian sống chung cả hai đã phát sinh nhiều vấn đề và không phù hợp trong mọi tư tưởng nữ ca sĩ đã sống một mình gần một năm qua và hôm nay chính thức chấm dứt mối quan hệ này và trở lại cuộc sống độc thân hà thanh xuân khẳng định những gì đã qua là một bài học để chính chắn hơn trong mọi quyết định của cuộc đời âm nhạc vẫn là ưu tiên hàng đầu và khán giả mãi mãi là gia đình thứ hai của cô hy vọng mọi người vẫn yêu thương ủng hộ xuân xin chân thành cảm ơn tình cảm mà cả nhà vẫn luôn dành cho xuân rất mong mọi người yêu thương xuân và tôn trọng việc riêng tư để sự đổ vỡ này hà thanh xuân đã bày tỏ tháng 4 năm 2021, Hà Thanh Xuân và Thắng Ngô lần đầu tiên biết đến nhau qua lời giới thiệu của một đạo diễn truyền hình. Thời điểm đó, doanh nhân và vợ cũ đã thống nhất chuyện ly hôn, còn Hà Thanh Xuân thì đang độc thân. Dù vậy, do thời gian đầu cả hai chưa hào hứng với nhau nên đã bỏ lỡ buổi gặp mặt đầu tiên trước khi ca sĩ trở về Mỹ. Sau khoảng thời gian dài tìm hiểu thông tin về Hà Thanh Xuân, Thắng Ngô đã ngày càng mến giọng hát và đời thư sạch scandal của nữ ca sĩ. Anh đã kiên trì theo đuổi cô hai tháng mới được hồi đáp. Tình cảm đôi lứa được vun vét. Từ những tin nhắn, cuộc gọi, họ nhận ra đây là một nửa của cuộc đời mình. Tháng 4 năm 2022, Tháng Ngô đã cầu hôn Hà Thanh Xuân khi đưa nhẫn kim cương và nói lời cầu hôn. Doanh nhân đã rơi nước mắt trước cả cô. Cả hai làm đám cưới vào ngày 2 tháng 5 năm 2022 cũng là sinh nhật của Hà Thanh Xuân. Hà Thanh Xuân không thể có con, vua cá coi thẳng tay ly hôn. Cưới nhau hơn một năm vua cá coi thắng ngô mong ước sẽ có một đứa con chung với Hà Thanh Xuân để giữ lửa gia đình. Nhưng mọi sự không được như mình mong muốn, Hà Thanh Xuân không thể có con, trục trặc liên tục xảy ra với hai vợ chồng. Vua cá coi buồn bã, Hà Thanh Xuân lại đau đớn gấp trăm lần. Là một người phụ nữ, ai cũng mong ước mình sẽ có một đứa con, được làm mẹ, được chăm sóc con cái, được nghe tiếng cười trẻ thơ, nhưng cô lại không làm được điều đó, cô đau khổ cùng cực đỉnh điểm hai vợ chồng không có được tiếng nói chung hà thanh xuân bị trầm cảm gia đình luôn liên tục động viên mong cô sớm vượt qua. Thấy không thể hàn gắn được tình cảm vợ chồng, Hà Thanh Xuân dứt áo ra đi. Vua cá coi làm thinh, không hề hấn gì với chuyện tình cảm này. Cảm xúc dần đi xa và hai vợ chồng chính thức kết thúc cuộc hôn nhân trong êm đẹp. Trước khi chia tay, Thắng Ngô đã không ít lần dành những lời tình cảm ngọt ngào cho ca sĩ Hà Thanh Xuân. Tháng 4 năm 2021, Hà Thanh Xuân và Thắng Ngô lần đầu biết đến nhau qua lời giới thiệu của một đạo diễn truyền hình. Thời điểm đó, Thắng Ngô và vợ cũ đã ly hôn, còn Hà Thanh Xuân đang độc thân. Dù vậy, do thời gian đầu cả hai chưa hào hứng với nhau nên đã bỏ lỡ buổi gặp đầu tiên trước khi ca sĩ trở về Mỹ. Sau thời gian tìm hiểu thông tin về Hà Thanh Xuân, Thắng Ngô ngày càng mến giọng hát và đời tư sạch scandal của ca sĩ. Tháng 4 năm 2022, Thắng Ngô cầu hôn Hà Thanh Xuân khi đưa nhẫn kim cương và nói lời cầu hôn, doanh nhân rơi nước mắt trước cả cô. Cả hai làm đám cưới vào ngày 2 tháng 5 năm 2022 cũng là sinh nhật Hà Thanh Xuân. Ngày 10 tháng 9, ca sĩ Hà Thanh Xuân chính thức xác nhận đã đường ai nấy đi với doanh nhân Thắng Ngô do bất đồng về quan điểm. Trước khi đổ vỡ, cặp đôi luôn dành thời gian du lịch và những lời tình cảm ngọt ngào cho nhau. Tôi rất khó cười, nhưng chỉ vài tháng quen biết Xuân, thời gian tôi cười bằng cả đời mình cộng lại, Thắng Ngô đã từng chia sẻ khi nói về Hà Thanh Xuân. Khi dư luận chỉ trích Hà Thanh Xuân lấy chồng đại gia vì tiền, Thắng Ngô lên tiếng bênh vực, nếu vì tiền chắc chắn xuân không chọn tôi vì có rất nhiều đại gia theo đuổi cô ấy tôi không hoàn hảo cô ấy cũng vậy và chúng tôi yêu nhau thắng ngô từng phát biểu mối tình giữa anh và hà thanh xuân là nhân duyên do định mệnh sắp đặt cảm ơn em vì đã đến bên đời anh thắng ngô chia sẻ khi đăng tải hình ảnh tình cảm bên hà thanh xuân bà xã tôi là người kín đáo chịu khó và rất nghiêm túc nếu bình thường tôi sẽ dừng lại vì cô ấy không có thiện trí nào rất may do duyên số nên tôi cố gắng một xíu là được cô ấy trả lời từ từ, hai chúng tôi có được ngày hôm nay. Thắng Ngô chia sẻ về Hà Thanh Xuân khi còn mặn nồng. MC Kỳ Duyên bênh vực Hà Thanh Xuân MC Kỳ Duyên xót xa cho Hà Thanh Xuân ly hôn vua cá coi chỉ sau vài tháng đám cưới. MC Kỳ Duyên làm người chứng kiến tình yêu đẹp của Hà Thanh Xuân và vua cá coi. Cô rất vui được Hà Thanh Xuân mời làm MC trong lễ cưới long trọng của cô. Chứng kiến tình yêu đẹp của Hà Thanh Xuân, cô cũng muốn mình cũng sẽ có được một tình yêu cổ tích như vậy. Nhưng chỉ sau vài tháng nhận được tin buồn của Xuân, cô như chết lặng. Hà Thanh Xuân rất buồn và kể chuyện với tôi rất nhiều. Xuân nghĩ rằng cuộc hôn nhân này quá vội vàng, hai người thật sự không hòa hợp, không lắng nghe, không thấu hiểu, dẫn đến từng ngày một lại càng cách xa và kết cục Hà Thanh Xuân đã chọn ra đi. Cuộc tình chấm dứt, Kỳ Duyên luôn bên cạnh động viên Hà Thanh Xuân và cô đã nhanh chóng lấy lại tinh thần đi hát trở lại. Âm nhạc làm cô quên hết nỗi buồn, vực dậy tinh thần rất tốt và cô đã chấp nhận việc mình đã ly hôn. Trên trang cá nhân, ca sĩ Hà Thanh Xuân bất ngờ thông báo cô và Vua Cá Coi đã chia tay. Nữ ca sĩ khẳng định cả hai chưa từng đăng ký kết hôn và cuộc hôn nhân đã chấm dứt cách đây một năm. Trước đây và đến bây giờ, tôi và anh Thắng chưa từng đăng ký kết hôn. Sau hai tháng quen biết, gặp gỡ anh Thắng do mong muốn của gia đình hai bên và hai người trong cuộc tưởng chừng một quan hệ màu hồng đám cưới đã diễn ra nhanh chóng đúng như nhận định của mọi người sau lễ cưới tôi gần như trầm cảm phải thu mình lại không dám đọc bất cứ bình luận nào trên mạng xã hội sau một thời gian ngắn ở cạnh nhau cả hai đã phát sinh nhiều vấn đề và không phù hợp trong mọi tư tưởng Hà Thanh Xuân chia sẻ theo cô cô đã sống một mình trong gần một năm sau thời gian giữ im lặng cô quyết định lên tiếng để người hâm mộ không phải hoài nghi hoang mang Tôi dùng hết sự bình tĩnh để đăng thông tin này, tôi chính thức chấm dứt mối quan hệ này và trở lại cuộc sống độc thân, mong những gì đã qua là bài học để tôi được chín chắn hơn trong mọi quyết định. Hà Thanh Xuân nói điều cô ưu tiên hiện tại là âm nhạc và khán giả, cô hy vọng người hâm mộ vẫn yêu thương, tôn trọng chuyện riêng tư của mình. Tin đồn ly hôn giữa Hà Thanh Xuân và Thắng Ngô xuất hiện từ tháng 3, nguyên nhân bắt nguồn từ việc cặp đôi xóa nhiều hình ảnh chung, hủy kết bạn với nhau trên mạng xã hội. Trao đổi với phóng viên thời điểm đó, Thắng Ngô cho biết đây là chuyện riêng chỉ mong sống yên ổn và không bị mọi người đồn thổi. Hà Thanh Xuân nhập viện khẩn cấp Tin buồn, Hà Thanh Xuân phải nhập viện để điều trị bệnh trầm cảm vì cuộc hôn nhân không đi đến đâu. Thương cho Hà Thanh Xuân, tưởng chừng mối tình thật đẹp sẽ đi đến với nhau hết cuộc đời. Nhưng cuộc sống đâu phải là mơ, cô vỡ mộng với cuộc sống được gọi là gia đình đã đi đến cái kết là ly hôn. Ly hôn chỉ sau vài tháng chia tay, câu chuyện thật mà tưởng đùa. Nhưng nó lại áp vào người Hà Thanh Xuân, sống với nhau vỏn vẹn vài tháng, và cô đã phải dọn ra ở riêng không muốn dính liếu đến vua cá còi thắng ngô. Giữa hai vợ chồng không có sự đồng điệu về cuộc sống chăn gối, không ai nhường ai. Tưởng chừng cuộc hôn nhân với người vợ thứ nhất là kinh nghiệm dành cho anh thắng và xuân sẽ là người chữa lành và được anh thắng biết trân trọng hơn. Nhưng không, mọi thứ chỉ là do xuân tự tưởng tượng. Xuân đã bị trầm cảm nặng phải gặp bác sĩ riêng để điều trị và được gia đình chăm sóc, ủng hộ động viên, xuân đã vượt qua tất cả. Và một lần nữa xuân nhấn mạnh Hà Thanh Xuân và Vua Cá Coi Thắng Ngô đã đường ai nấy đi, chấm dứt một cuộc tình. Cách đây không lâu, thông tin về hôn nhân của Vua Cá Coi Thắng Ngô và Hà Thanh Xuân khiến cư dân mạng chú ý. Theo đó, nữ ca sĩ cho biết, cả hai không đăng ký kết hôn, chỉ vài tháng sau đám cưới, nhận thấy không hợp tự tưởng nên cô đã ở một mình gần một năm nay. Tuy nhiên, Vua Cá Coi lại khẳng định vợ mình chỉ đang stress nên mới đang như vậy. Không dừng lại ở đó, đến thời điểm hiện tại, thái độ của cả hai trên mạng xã hội vẫn hoàn toàn trái ngược cụ thể, vua cá coi thường xuyên than thở mình đang stress vì có nhiều vấn đề phải giải quyết. đặc biệt, nam doanh nhân còn tiết lộ mình mất ăn mất ngủ đến mức sụt cân, gương mặt kém sắc. tuy nhiên, doanh nhân thắng ngô cũng không ngại trả lời khi được khuyên nên độc thân. cụ thể, một người bạn đã bình luận, độc thân cho vui vẻ, thì anh nhanh chóng trả lời, coi bộ tâm hồn này đã bị tổn thương không thể hồi phục. bên cạnh đó, cư dân mạng còn phát hiện ra doanh nhân này vẫn còn đeo nhẫn cưới ở ngón áp út, thậm chí dơ hẳn ra trước để cho mọi người thấy không dừng lại ở đó. Đến thời điểm hiện tại, thái độ của cả hai trên mạng xã hội vẫn hoàn toàn trái ngược. Cụ thể, vua cá coi thường xuyên than thở mình đang stress vì có nhiều vấn đề phải giải quyết. Đặc biệt, nam doanh nhân còn tiết lộ mình mất ăn mất ngủ đến mức sụt cân, gương mặt kém sắc,